tuyển nữ Việt Nam giao hữu với đối thủ cực mạnh đội nữ Đức trước World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam có trận giao hữu với Đức vào ngày 24 tháng 6 tới nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023 diễn ra tại Úc và New Zealand. Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Đức từ ngày 5 tháng 6 đến 25 tháng 6 tại Frankfurt. Trong thời gian tập huấn tại đây, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Đức vào lúc 18 giờ 15 giờ địa phương ngày 24 tháng 6. Đây sẽ là trận đấu giao hữu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam với một đội bóng đến từ châu Âu trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2023. Bên cạnh trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam, đội tuyển nữ Đức sẽ còn một bài kiểm tra với Zambia trước khi lên đường tham dự giải đấu bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Chia sẻ về trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Đức Martina von Stecklenburg nói, "Chúng tôi rất mong đợi hai trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam và Zambia. Chúng tôi lựa chọn các đội đến từ châu Á và châu Phi là những châu lục mà chúng tôi sẽ gặp tại vòng bảng World Cup 2023. Tôi rất hào hứng khi được thi đấu cùng hai đội tuyển này. Tôi cũng thực sự mong chờ về các địa điểm tổ chức. Chúng tôi luôn có thể tận hưởng thời gian thi đấu tại Offenbach. Tôi hy vọng khán giả sẽ đến và cổ vũ chúng tôi. Tương tự như trận đấu cuối cùng tại Phơ trước khi bước vào World Cup 2023. Tôi mong đợi những điều tuyệt vời, thậm chí có thể là bán hết vé để tạo bước đà hướng đến giải đấu tại Úc và New Zealand." Nói về kế hoạch này, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung nhận định, "Chúng ta đã có sự chuẩn bị cho từng giải đấu. Những đội bóng ở châu Âu như đội tuyển nữ Đức sẽ là các đối thủ tốt cho đội tuyển nữ Việt Nam trước khi thi đấu tại World Cup 2023. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Đức sẽ được phát trực tiếp trên kênh truyền hình ZDF của Đức. Đây là trận giao hữu thứ hai của đội tuyển nữ Việt Nam với một đối thủ châu Âu trong một năm qua. Trước đó thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung từng đá giao hữu với Pháp. Dù thua 0-7, nhưng đây vẫn là trải nghiệm quý giá với đội tuyển nữ Việt Nam để hướng tới World Cup 2023, nơi Huỳnh Như cùng đồng đội nằm chung bảng với Mỹ, đương kim vô địch, Hà Lan, đương kim Á quân và Bồ Đào Nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Bóng Đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận những tin tức mới nhất nhé các bạn.